Mình xuống bảo ồn ngày đi là nghịch đi cứ mình rèn mà ngày nó ập liền đấy bà rèn bà một ngày tên mà hay là mong trăm chiên mà một trăm xoài sắp chiên để tìa chẳng mình rèn chẳng mòn mình nốt đá xì tàn chút làng đề làng khlai khlai nó làng mình rèn nhưng phượng mình sắt đình mà práo ở mòn mùi tiết à chạm khỏi ra mong hạt mùi chiên tích nhóc 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 chui vì ạt toàn nhưng sợi tớ vì sắt mình lên nữa thế nhưng dưới tớ bắt xùm lên tớ mặt chân nó chỉ bố trên nó khỏi nè nên là đi ra bằng đam màu này nên là đi ra mình sẽ ngay dụng nông nghiệp đi xu là bên nhau hả? Nên tình là nơi sẽ là hai bà mọi người cảm ơn ăn phiền khá mình bàn chân về đá xì cái đá rò xì bàn dù ngư là được nè 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 có trăng của lãnh viên lãnh nè mình cuốn món nó định mình viên tí nè dạ nè lãnh kia nè nè mê chỗ chất đê thành chân không nó đi bên nhà nó là làng này nó trong ở món lắng đi lắng được cọc xò chú cú nó ha đã hấm cái lời yên vỡ đó ở tờ rồi nên nó mà đi đánh trông nó ngon chơi mà đi nữa à nè mà tập đam nó mùi hả đam xoay còn nó để ăn miên món đam 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 xoay lại nó chiên đập món á lâu ơi mưa để ăn khơi món nó là lại nó bật à ăn mới khơi món ăn lang tận nuôi khơi món là nát chẳng sẽ là khôi bạn đây tao bạn thơ lên xã ấy nè nè nó xò mùi này
Thì đám xoài là nó xoa mùi này này. Nằm bề bảo nó ngay đây lại này. Chuyên đọc mò nó ngay. Nó chỉ nằm ban mùi nó. Để nằm nằm. Khơi nhỏ. Ồ, xâm nạ cho mùi sạch. À, vì là nhận nằm mình mùi mềm lắm. Mình có thể đam mê. Ăn mùi đầy nhìn thật khối khối nó mới bắt hả? Chập cho mình, ếp được mình. Các bạn mới định nó này. Một cái đọc cổ khơi ọt mơ nè ọt khơi nè mừng khèo khơi chặt tạm mưa về địch na na xuống dương chăm đừng cầm lỗ người nó ăn lăng tận địch sao mà năng đi cho nó là hơi bột mà nên mình phù mãn đây nó hại mò đây là mình mãn đây và bột lòng phù hoàn nó mình đặt cái gì mình tên ta như nào hà mà nó tiếp tiếp đây nó uạp áp nó còn là riêng mình chả ăn sao mình mặt khăng hồn tiếng được chặn tức rồi xì cùng nồm mấy bằng bố nó phần năng nha chăng mòn lên nha.